Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, ở miền Bắc hôm nay, ở huyện Mường La thuộc tỉnh Sơn La, được cảnh báo có nguy cơ cháy rừng đạt mức cấp nguy hiểm là mức cấp 4. Ở khu vực này, nhiều ngày nay đều có độ ẩm giảm thấp, có ngày thấp chỉ có 38%. Độ ẩm trưa và chiều mai ở đây vẫn thấp, chỉ khoảng từ 40 đến 45%, và đây cũng là mức ẩm thấp nhất trong ngày. Vì thế, người dân khu vực này cũng cần đề phòng với nguy cơ hỏa hoạn. Còn trong ngày mai, dự báo hầu khắp khu vực Bắc Bộ đều có nắng, với mức nhiệt phổ biến từ 24 đến 26 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Ở miền Trung, những cơn mưa sẽ tiếp tục thu hẹp hơn trong đêm nay và sáng mai. Hầu hết chỉ xuất hiện ngắt quãng ở các tỉnh từ Quảng Bình trở vào cho tới Quảng Ngãi, nhưng lượng nhỏ dưới 10mm. Khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, sáng sớm mai vẫn có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Sau đó trưa chiều trời có nắng, nhiệt độ dao động từ 24 đến 27 độ. Còn khu vực Nam Trung Bộ, đêm chỉ có mưa cục bộ ở một vài nơi, ngày mai trời nắng. Nhiệt độ cao nhất cho ngày mai ở đây dao động từ 28 đến 31 độ. Còn tại khu vực phía Nam, trong khi người dân ở đồng bằng sông Cửu Long đang phải đối mặt với nguy cơ xâm nhập mặn gia tăng, thì nhiều nơi ở Tây Nguyên đang phải chống chọi với nguy cơ cháy nổ, cháy rừng do trời khô và nắng kéo dài. Dự báo trong đêm nay và ngày mai ở Tây Nguyên phổ biến không có mưa, ban ngày trời nắng ráo, nhiệt độ về trưa chiều dao động từ 27 đến 30 độ, cục bộ có nơi lên tới 33 độ. Độ ẩm các nơi về trưa và chiều vẫn dao động từ 50 đến 60%, vì thế người dân cần hết sức cẩn trọng với nguy cơ hỏa hoạn, nhất là khu vực Đắk Nông cũng như là Lâm Đồng. Còn với Nam Bộ, dự báo đêm nay các nơi dịu mát, nhiệt độ sẽ phổ biến từ 22 đến 25 độ. Sang đến ngày mai trời có nắng mạnh cả ngày, ở miền Tây Nam Bộ nhiệt độ dao động từ 32 đến 33 độ, trong khi ở miền Đông Nam Bộ nhiệt độ lên tới trên 34 độ, có nơi xấp xỉ 36 độ. Trên biển, trong đêm nay và ngày mai, vùng gió mạnh sẽ tiếp tục thu hẹp, chủ yếu chỉ còn xuất hiện ở vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển phía tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía tây huyện đảo Trường Sa, với cường độ gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 tới 4 mét khiến cho biển động. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.